Cảm ơn em. Cảm ơn. Theo em thì là diễn ra khá suôn sẻ, khá tốt và em rất là hài lòng với phần thi của mình ạ. Bạn vừa nói là bạn rất là hồi hộp đúng không ạ? Dạ. Vậy thì tôi hỏi bạn rằng bạn đã chuẩn bị được những gì rồi? Một câu hỏi rất là quen thuộc với tất cả các bạn thí sinh. Hầu như mọi người đến với phần thi này đều phải chuẩn bị ít nhất là có sự tự tin. Thì Ngọc Anh đã chắc chắn là Ngọc Anh phải chuẩn bị sự tự tin ngay từ đầu rồi. Nhưng mà không biết bây giờ nó bay biến, nó mất tiêu. Không biết lát nữa vào phòng thi Ngọc Anh có lấy lại sự tự tin được không nữa. Rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn đến với cuộc thi chung kết tài năng sinh viên được truyền hình trực tiếp tại sân vận động Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, sau hơn 11 tháng cùng nhau hợp tác với sự tham gia của rất nhiều trường đại học cao đẳng trên toàn quốc thì ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón 3 đội chơi đến từ trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc thi đầu tiên của các trường và cũng như gặp gỡ các thành viên ban giám khảo thì Ngọc Ánh muốn biết được rằng cổ động viên của các bạn đang ở đâu ạ? Cao đẳng Du lịch Hà Nội ơi! Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh ơi! Các bạn Đại học Ngoại thương thành phố Hà Nội ơi! Bạn hết giờ mất rồi! Theo em thì những khán giả đang xem chương trình truyền hình đó, những người đang nhìn thấy em trên TV, họ có bị cuốn hút bởi em không? Mà em cứ hết đội chơi này, khán giả đang ở góc nào, ban giám khảo, tất cả, và tôi chẳng thấy cái gì là mối quan tâm của tôi cả. Chắc là do bệnh nghề nghiệp là em dẫn quá nhiều chương trình về sinh viên tập thể mọi người, cho nên việc cổ động mọi người em hơi thái quá lên một tí ạ. Vậy cuộc thi dành cho các bạn sinh viên của bạn đã diễn ra nhiều ạ? Vâng, cuộc thi dành cho sinh viên của mình đã diễn ra một cách gọi là chưa kịp nói hết. Thành Trung rất vui mừng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình dự đoán kết quả cúp C1 châu Âu mùa giải 2009. Các bạn thân mến, chỉ đêm qua thôi thì hàng triệu người hâm mộ trái bóng tròn trên thế giới đã được trải qua một đêm không ngủ khi theo dõi trận cầu kinh điển trong khuôn khổ vòng sơ loại cúp C1 châu Âu, trận đấu giữa Liverpool và Chelsea. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng các học trò của huấn luyện viên Rafael Benitez đã thất thủ 1-3 trước Chelsea và qua đó làm hẹp cơ hội vào các vòng tiếp theo của mình. Có rất là nhiều quý vị khán giả đã dự đoán đúng tỷ số trận đấu này và đã giành được các phần quà từ nhà tài trợ. Còn đêm nay, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Emirates để theo dõi trận đấu giữa Arsenal và Villarreal. Liệu rằng các pháo thủ thành London có thể vượt qua được tàu ngầm vàng Villarreal không? Chương trình dự đoán kết quả cúp C1 châu Âu mùa giải 2009 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong phần bóng đá, cái phần cao trào nhất là cái đoạn sút vào gôn, em đang có thể trực tiếp truyền hình một đoạn mà cầu thủ sút vào gôn không? Vâng, các bạn, Zicanzono anh đang đi bóng rất là nhanh ở bên cánh phải. Anh truyền đi. Vâng, một đường tạt bóng rất là nhanh của Zicanzono. Beckwatt vào. Vâng, thưa quý các bạn, một bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Manchester. Chị nghĩ là tất cả những cách ví von cũng như cách đặt vấn đề hình ảnh như vậy đã được những biên tập viên mà bây giờ đã trở thành những người cao tuổi trong đài truyền hình. Vâng. Họ sử dụng từ cách đây rất nhiều năm rồi. Chẳng có gì mới mẻ cả. Thế kỷ 21 đã bắt đầu được 10 năm rồi mà em vẫn tiếp tục những câu chuyện của thế kỷ 20. Vì là dẫn chương trình hoặc là như lúc nãy bạn thể hiện là một bình luận viên ấy, thì nó có một vấn đề, bạn có một vấn đề rất là lớn. Đó là bạn không nói chữ R. Khi chữ R em nói nó không rõ. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn Trung. Mà bạn vừa cảm thấy như nào ạ? Mình vừa được ban giám khảo chỉ dẫn ra cho mình một số lỗi mà mình mắc phải. Lỗi cơ bản không ạ? Cũng khá cơ bản đấy. Vâng ạ. Anh có biết lỗi về liên quan đến chữ R hay chữ L? R, tôi vừa nghe thì anh ngâm bụng nói là rào cản là cái gì đấy đúng không ạ? Còn cái gì nữa không ạ? Có nghĩa là khi em nói nhanh quá thì em mắc phải lỗi ở chữ R. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc số tháng 10 của trường cao đẳng truyền hình. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi tới các bà, các mẹ, các chị những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chúc cô giáo và các bạn nữ sinh trong trường luôn tươi trẻ và thành công. Và để hướng tới ngày lễ kỷ niệm đặc biệt ấy, chương trình ngày hôm nay sẽ hứa hẹn đem đến cho các bạn rất nhiều điều bất ngờ và thú vị với thiên chức làm vợ, làm mẹ và là ngọn lửa để sưởi ấm gia đình. Và ngay bây giờ, Quang Trung sẽ không để cho các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Mẹ yêu nhé do ca sĩ Bảo Thi trình bày. Sao anh thấy em không nhìn, anh không nhìn những... thì Diễm Quỳnh hay là anh Long Vũ mà em cứ nhìn ở đâu anh tưởng ở đây nó có cái gì? Không ạ, em đang nhìn thẳng. Phần trình bày của em rất đều đều, nhất là một chương trình ca nhạc.
tên bài hát, tên ca sĩ và nội dung chương trình em đặt một cái cường độ hoàn toàn giống nhau hết và không gây được sự chú ý nào hết. Em nghĩ rằng là những cái tình cảm của em dành cho ngày 20 tháng 10 dành cho những người phụ nữ Việt Nam như thế nào thì em nghĩ là em cũng không nghĩ là mình làm sẽ làm bùng nổ lên. Không phải lúc nào cũng phải bùng nổ mà những khoảng lặng là sự chú ý còn nhiều hơn. Bạn đã nói về quà tặng âm nhạc đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì ban giám khảo đã hỏi bạn những gì? Ban giám khảo hỏi rất là nhiều ạ. Mà những câu hỏi thì lại không giống như là những gì mà em đã định hướng từ trước. Nhưng có lẽ là vào trong đó thì rất ít khi là điều khiển được mình. Vâng. Vì vậy nên là để xem trong đó có những gì thì dù gì mình cũng phải cưỡi lên lưng hổ một lần rồi mới biết xem. Đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì lúc đó thì chúng ta luôn phải nghĩ là thôi, không còn gì để mất đúng không ạ? Sẽ phải làm tất cả những gì mà chúng ta có thể. Sẽ cố gắng hết sức mình. Xin kính chào tất cả quý vị đại biểu, quý khán giả đang có mặt trong trường quay S9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, chắc chắn là các bạn đang rất hồi hộp để chờ đón số đầu tiên của chương trình Cầu Vồng, cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Và chúng tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào lĩnh vực đầu tiên khởi động cho chương trình này, đó là lĩnh vực MC. Hãng Khoan, hãy cho tôi biết tại sao bạn lại được làm MC của chương trình Cầu Vồng. Tôi nghĩ rằng bởi thứ nhất là về phong cách của tôi, phong cách trẻ trung, năng động. Thứ hai, những gì tôi biết về chương trình Cầu Vồng. Qua cách giới thiệu của bạn, tôi có cảm giác chương trình này nó cũ, nó có được mấy năm nay rồi á. Thì bây giờ đổi MC mới thôi, chứ những người khác người ta đã làm nhiều rồi. Không thấy được một sự hòa vỡ, bùng nổ, một niềm vui cho một chương trình mới xuất hiện như thế nào. Trong ánh mắt, trong nụ cười và trong toàn thân của bạn là thể hiện bạn vinh dự vì bạn được một chương trình ra mắt như thế. Thì tất cả những điều đó nó nằm ở đâu đâu á. Nó không có được. Mà chương trình này giống như đã phát sóng nhiều lần, nó đã quen thuộc rồi. Bây giờ bạn là người tiếp nối. Em MC cũ chuyển sang làm chương trình khác đúng không anh? Và bây giờ có thêm một MC mới. Rồi, cảm ơn Như Quỳnh. Thực sự cảm thấy hơi hối hận một chút. Vì sao ạ? Bởi vì mình đã không làm hết được sức mình. Bởi vì chỉ vì mình hơi bất tự tin về bản thân. Để tôi đoán nhé. Bạn thích âm nhạc này. Vậy thì chủ đề hôm nay tôi có thể đoán ra là bạn sẽ dẫn một chương trình về quản lý âm nhạc. Hoàn toàn. Như vậy tôi lại sai rồi. Bạn có muốn mình gần nghề không? Vâng ạ, tất nhiên là tôi đang rất là tò mò vì tôi sẽ không được đứng ở trong kia và nghe những gì bạn nói. Chương trình hôm nay mình muốn gửi tới ban giám khảo đó là: xin chào các bạn, Thu Trang rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Hạt Giống Tâm Hồn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ nói về kỹ năng làm việc của người thông minh. Vâng, cuộc sống của mỗi con người có thành công hay không đều được đánh giá bởi sự nghiệp của người ấy có thành công hay không. Sự nghiệp được tổng kết từ tất cả sự việc khác nhau mà chúng ta đang làm hàng ngày. Chúng ta chỉ cần muốn và có những kỹ năng đó thì chúng ta sẽ làm được tất cả. Như vậy, sự nghiệp sẽ không có lý gì lại không thành công, phải không các bạn? Thấy ở em rất nhiều nữ tính. Nhưng lúc này là một cơ hội để cho em thể hiện sự mạnh mẽ của một người làm MC. Em hãy đặt một câu hỏi nào đấy để chứng tỏ sự mạnh mẽ đối với anh Thanh Bạch. Là một MC chuyên nghiệp, vậy anh có thể định nghĩa thế nào là sự tự tin? Làm nghề MC, sự tự tin rất quan trọng. Nhưng sự tự tin đó phải xây dựng trên một cơ sở rất là hiện thực. Các bạn, mỗi người, tự bản thân mình phải nắm vững những kỹ năng cần thiết của nghề. Dạ, tôi nghĩ là cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Vâng ạ, em cảm ơn anh chị ạ. Theo bạn thì bạn có khả năng trở thành một trong 24 thí sinh sẽ lọt tiếp vào vòng 2 không ạ? Mình bây giờ chỉ có thể nói từ hy vọng. Bạn có thể nói một câu gì đó với khán giả không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Cầu Vồng và cổ vũ cho tất cả chúng tôi ngày hôm nay. Tôi cũng như tất cả các bạn ngồi đây sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình và mang lại cho các bạn một cuộc thi đúng như mong muốn. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí MTV. Vậy là chúng ta đã đi hết một tuần làm việc và học tập hết mình để có thể có những phút giây thực sự thoải mái với gia đình, bạn bè, những buổi dã ngoại, những môn thể thao và cũng đừng quên là còn có cả âm nhạc nữa nhé. Trước khi đến với những ca khúc sẽ được giới thiệu trong ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại một chút về lịch sử của ba chữ cái đã tạo nên một cơn sốt âm nhạc trên toàn thế giới, ba chữ MTV. Chị không nhìn thấy cái gì liên quan giữa em và MTV cả. MTV nó là sự sôi nổi, mình có thể nói về nhiều thứ một cách ít văn hoa hơn. Sôi nổi hơn, vui vẻ hơn. Em nghĩ là một người dẫn MTV thì không những là cần phải có những kiến thức về cái chương trình này, mà hơn hết là cái người dẫn chương trình đấy cần phải có những kỹ năng cần thiết của một như là chuyên gia âm nhạc ấy ạ. Thì em nghĩ là em có khá nhiều yếu tố đấy. Khá nhiều những gì? Khá nhiều những yếu tố để trở thành
một người dẫn chương trình MTV tốt. Rồi, cảm ơn em. Vậy thì ban giám khảo có hỏi nhiều câu hỏi mà làm cho bạn cảm thấy tự ái và cảm thấy khó khăn hay không ạ? Thực ra thì rất là nhiều. Và nhưng mà em lúc đầu thì cũng có hơi đấy, nhưng mà sau đấy thì em đã dần dần lại lấy lại được bình tĩnh và trả lời khá suôn sẻ. Các bạn thân mến, chúng tôi đang đứng ở hậu trường của chương trình VTV6, chương trình Cầu Vồng. Vâng, và tôi đố các bạn tìm được một nơi nào mà những người nổi tiếng ngồi lắng nghe bạn nói. Vâng, các bạn muốn hãy đến với chúng tôi, chương trình Cầu Vồng của VTV6. Xin chào ban giám khảo, em tên là Phạm Thị Hiền. Em sinh năm 1988 và hôm nay thì em rất vui có cơ hội nói chuyện với ban giám khảo về nghề MC. Người MC là người mà hướng cái sự được sự hướng ngưỡng mộ của hàng trăm nghìn người. Vâng, nhưng theo em ở một góc độ khác thì nghề MC mang một màu sắc khác. Nghề MC là một nghề rất có hại cho sức khỏe. Các bạn sẽ phải tàn phá neuron của mình bằng cách phải suy nghĩ rất nhiều, tìm tòi và nghiên cứu làm thế nào làm mới những vấn đề đã cũ mà hàng trăm nghìn người đã nói trước đó. Các bạn sẽ phải make up hàng ngày. Vâng, điều này rất có hại cho nhan sắc. Nhưng mà chương trình Cầu Vồng này thì các bạn trẻ có đến 500 bạn trẻ nộp hồ sơ đăng ký vào chương trình Cầu Vồng với vai trò vị trí là MC. Và chứng tỏ điều gì ạ? Các bạn trẻ của chúng ta đang rất say mê và sẵn sàng đối đầu với các thử thách. Theo em, cuộc thi này là một cuộc chiến. Mỗi thí sinh thì là một chiến binh. Vâng, và đã là chiến binh thì họ sẽ phải đối diện với rất nhiều những khó khăn và cam go. Và chiến binh đang đứng trước mặt anh chị đây, không những là phải đối diện với ba MC kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam mà phải đối diện với những giây cuối cùng. Em xin hết ạ. Theo em thì cuộc chiến khi kết thúc thì em sẽ là thương binh bậc mấy? Điều đó thì phụ thuộc vào cách em trả lời câu hỏi của ban giám khảo như thế nào và ban giám khảo chấm điểm em ra sao nữa ạ. Em có nghĩ là trở thành một thương binh là một điều chắc chắn sẽ xảy ra không? Có một điều chắc chắn là không có điều gì chắc chắn xảy ra cả. Vừa rồi bạn có biết rằng là cái lễ hội Anh Đào ấy, chúng ta cần đến 500 nhân viên để giữ an ninh. Bạn lý giải điều này thế nào? Xuất phát từ cái ý thức của người dân chúng ta là chưa biết là bảo vệ của cải chung, và họ có những cái hành vi làm phá hoại đến cái cảnh quan đó, cho nên là năm nay thì phải huy động thêm 500. Nhưng mà em hy vọng rằng năm sau thì cảnh sát sẽ không phải vào cuộc chợ như thế này nữa. Với đề tài vừa rồi về việc 500 chiến sĩ cảnh sát và 4 gốc cây anh đào thật, chả có gì vui để em cười liên tục như thế. Em sẽ trở thành một người MC mà người ta nói là lúc nào cũng cười. Nếu vì lý do em không cao lắm cho nên em bị rớt thì em có buồn không ạ? Có rất nhiều MC truyền hình không cao lắm ạ. Xin cảm ơn Huyền. Bạn có hài lòng với những gì bạn đã làm được không ạ? Tất nhiên là có rồi, nếu không thì đã không cười tươi như thế này. Vâng ạ, vậy thì chúc bạn may mắn ạ. Cảm ơn bạn và rất hy vọng vào bạn từ vòng thứ hai của chương trình nhé. Vâng, tôi cũng hy vọng vậy ạ. Thực sự ra em cũng không dám là tự tin, bởi vì lạc quan đúng không ạ? Dạ, lạc quan. Bởi vì mỗi một con người thì đều được trời phú cho một cái ngoại hình, và cái đó thì thực sự là rất là cảm ơn trời đã ban cho em cái ngoại hình này, cũng như là cảm ơn ba mẹ. Cái ngoại hình này thì nó sẽ giúp cho em cảm giác là cũng có một chút gì đó cũng vui khi mà xuất hiện trước mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn luôn mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu, những nỗi khát khao dạt dào cháy bỏng, nhưng cũng có không ít những nỗi sầu khi tình vỡ mộng tan. Thế nhưng dẫu có nhiều khổ đau, dẫu có bao nỗi sầu thì người ta vẫn cứ yêu, yêu hết mình, yêu chân thành, yêu say đắm. Bởi vì ở đâu có tình yêu thì ở đó vẫn còn có mầm sống và niềm hy vọng dâng trào. Thế nhưng để tình yêu được tồn tại một cách vững mạnh và thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống này thì tình yêu không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa mà nó còn vượt xa hơn nữa, đó là sự bao dung, trải lòng mình ra, yêu thương tất cả mọi người để tình người đó sẽ gắn mọi người lại với nhau và cùng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề được mang tên Ánh Dương Vô Thường. Em có phải là người dẫn chương trình chuyên nghiệp của một đài truyền hình nào đó không? Dạ, em có cộng tác cho các đài truyền hình đó chị. Em không bí mật đó là đài nào chứ? Dạ, đó là VTV và HTV. VTV và HTV. Tức là em đã có khán giả của mình rồi đúng không? Ít nhất là những chương trình của em khán giả đã được xem. Cái tần số mà mọi người biết đến mình thì vẫn còn là ít. Và thực sự em muốn em đến gần hơn với quý vị khán giả, để qua đó mình có thể trải lòng mình ra với tất cả mọi người hơn nữa. Nói chung là vui lắm. Thấy là ban giám khảo rất là gần như là những người anh, người chị của mình. Khi mà bước vào thì ban giám khảo cứ nhìn Ngọc, nhìn Hòa như vậy, mình đôi khi cũng thấy ngại. Vì sao lại nhìn ạ? Có lẽ là cao. Trước khi vào vòng thi thì bạn cảm thấy như nào ạ?
Một chút hồi hộp, một chút tự tin cũng có mà run cũng có. Nói chung là rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Việt Nam quê hương tôi. Không biết một tuần vừa qua quý vị và các bạn cảm thấy thời gian trôi qua như thế nào. Còn chúng tôi thì luôn hồ hởi và chờ đợi đến ngày thứ 7 để có thể giới thiệu với quý vị và các bạn những địa danh của đất nước mình. Ngày hôm nay hẳn quý vị và các bạn đang băn khoăn, chương trình chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với địa danh nào đây? Nơi đây nổi tiếng với hình ảnh những cô gái đằm thắm dịu dàng trong những tà áo dài tím thướt tha. Hẳn và quý vị và các bạn đã đoán ra rồi phải không? Vâng, đó chính là cố đô Huế. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay nào. Lúc em chuẩn bị phần tập này em nghĩ đến người dẫn chương trình nào? Em nghĩ đến chị Bạch Dương ạ. Nếu như là để phân biệt muốn tạo một cái hình ảnh riêng của mình thì với một người MC trẻ là rất khó. Nhất là với em khi mà em định dẫn về du lịch em cứ nghĩ đến chị Bạch Dương. Trong khi chắc chắn là em rất là khác chị Bạch Dương. Tại sao em không bảo rằng em chẳng nghĩ đến ai cả và em muốn tìm một lối đi riêng? Em nghĩ rằng khi mà em thể hiện ấy, em cũng không muốn và theo chị Bạch Dương hay bắt chước những gì mà chị Bạch Dương đã đi trước làm. Tất nhiên mỗi người có một cá tính và đều muốn tạo ra cái cá tính của mình đối với khán giả và muốn khán giả yêu thích mình bởi những cái gì mà mình làm ra chứ không phải là một mô típ hay là một bản sao của người khác. Với những cái riêng mà em vẫn cần phải phát huy những cái riêng của em chứ. Chưa tạo được sự khác biệt mà nó cứ như chị Diễm Quỳnh nói, cứ gợi nhớ, cứ quen quen, cứ đã nghe rồi ở đâu đó. Mà MC thì cần phải có một góc nhìn riêng của mình với tố chất riêng của mình để làm cho nó khác biệt. Các bạn thân mến, với bản tính năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, giới trẻ Việt Nam ngày càng tiếp nhận một những sự thay đổi từ phương Tây. Và người ta gọi đó là lối sống trẻ, lối sống hiện đại. Vậy lối sống hiện đại là như thế nào? Lối sống hiện đại phải chăng là những bộ quần áo đẹp, những bộ quần áo hàng hiệu, những bộ quần áo đắt tiền hay những kiểu đồ sành điệu mà khi người ta mặc lên người thì sẽ không mang lại một điều gì đó ngoài sự lạ lẫm cho người xem, cho người nhìn. Và điều đó sẽ thể hiện rằng anh ta là người như thế nào. Họ lao động, họ sáng tạo với niềm đam mê, với những ước mơ hoài bão của mình và lý trí của mình nữa. Họ đang dần thể hiện mình và đang từng ngày thành công trên con đường lập thân, lập nghiệp. Chị thấy mối quan tâm nhiều nhất của em đặt lên bức tường này, đúng không? Em nhìn trọng tâm ở bức tường. Có thể là em rất cao, thế cho nên là tầm nhìn của em đã vượt lên trên đỉnh đầu của tất cả các khán giả đang ngồi đây. Có thể là em nhìn máy quay chị ạ, bởi vì khi đó thì máy quay đang hướng thẳng về em. Và em coi đó là một, coi như là em đang dẫn một chương trình thực sự. Thì cái máy quay nó sẽ chiếu thẳng vào người em. Và hàng triệu khán giả ở cả nước sẽ nhìn vào em. Còn trừ ba cái người này. Bởi vì mình không thể chiều tất cả mọi khán giả được. Mình là một MC. Cái nghề này thì em rất tâm đắc với một câu nói của một bạn trên forum của Cầu Vồng. Bạn ấy nói rằng cái nghề này là nghề làm dâu trong họ. Và em nghĩ rằng nó đúng là nghề làm dâu trong họ. Không phải ai cũng hoàn thiện, không phải ai cũng quý mến mình. Và cũng không phải ai cũng ví dụ như, cũng không phải ai cũng nhìn chị Quỳnh và khen chị Quỳnh xinh. Ví dụ như em chẳng hạn. Em thử chê một câu đi, em đừng nói vòng vèo thế. Chị giờ này già lắm, chị không được trẻ như ngày trước. Em nói thật đấy, chị gầy hơn trước nhiều. Chị béo hơn thì xinh hơn. Thực ra thì cũng không đến nỗi xấu, nhưng mà gầy và đen, nếu mà hình như là không trang điểm thì hơi đen. Bây giờ em thử hình dung em là Diễm Quỳnh, em sẽ trả lời như nào? Nếu bạn nói thật 100% như vậy thì muôn đời bạn một lần như thế bạn không lấy lại tình cảm của hàng triệu triệu người. Em xin phép được cắt lời của chú Thanh Bạch một chút. Em cũng nghĩ rằng tất cả các anh ở đây, các anh có nghĩ rằng là chị Quỳnh bây giờ không xinh bằng chị Quỳnh ngày trước không ạ? Anh thích chị Quỳnh bây giờ hơn ngày xưa. Anh thấy chị Quỳnh bây giờ là anh phù hợp với anh hơn. Đấy là quan điểm của anh. Cho nên người MC phải đứng ở quan điểm trung tính. Có nghĩa là bạn không thể lấy cái chủ quan của mình và áp đặt cho khán giả. Cái mà em quan tâm là điều sau khi bạn ấy đưa ra một nhận xét, có thể là một nhận xét trái chiều về một đối tượng nào đó đang tiếp xúc với mình, nói những điều rất là thành thật, thậm chí là những điều rất gây sốc. Thì đến khi em hướng bạn ấy đổi vai lại để thành người trả lời lại những điều đấy thì bạn lại gặp khó khăn. Và đó chính là cái mà một người MC phải suy nghĩ. Khi mình đưa ra một ý kiến như thế này thì liệu người trò chuyện với mình họ sẽ có suy nghĩ như thế nào? Họ sẽ có những yếu tố tâm lý nào tác động đến cái phần nói chuyện? Bởi vì nếu em đưa ra một câu hỏi gây sốc, sau đó cả chương trình của em đổ bể vì người khách của em đã rơi vào một trạng thái bị đóng băng, hoặc là người ta sẽ khép kín, hoặc người ta sẽ xù lên và chương trình của em thất bại, thì em không thể nào nói là em đã hoàn thành nhiệm vụ được. Bạn trả lời câu hỏi mà với tư cách là Diễm Quỳnh thật xuất sắc thì phần câu hỏi sốc của bạn không là vấn đề gì hết. Vấn đề là bạn lúng túng khi đóng vai Diễm Quỳnh, trong khi đó câu hỏi đó của chính bạn đặt ra thì vấn đề nó lại nằm ở chỗ đó. Cho nên chúng tôi cũng vậy,
tất cả những điều gây khó khăn cho bạn là để bộc lộ tài năng của bạn, để bộc lộ tính cách của bạn, và chỉ thế thôi. Và muốn đến tận cùng thì chúng ta cũng vì một điều duy nhất là mong muốn sự tốt đẹp. Vâng, và trước khi bạn vào thì tôi muốn giúp bạn một chút, đó là cài lại chiếc mic cho nó đẹp. Vâng. Dạ. Nghe trông ổn hơn rất là nhiều rồi ạ. Vâng, xin được cảm ơn em. Vâng. Xin được kính chào ban giám khảo ạ. Và ngay sau đây thì em xin bắt đầu thể hiện phần dự thi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn đẹp bởi những cảnh vật thật thân quen, đẹp bởi những góc phố được sắp đặt thật ngẫu nhiên, đẹp bởi những con người thân thiện, cởi mở và nhiệt tình sáng tạo. Nhờ bàn tay, khối óc của họ mà Sài Gòn tươi đẹp mỗi ngày một đẹp hơn. Xin ai đó mỗi khi đặt chân đến với từng tấc đất tươi đẹp này, hãy luôn nhớ về những tháng ngày bao gian lao, mất mát mà những người dân đã dành riêng để viết nên bản hùng ca về mảnh đất này. Vẫn còn đó một bến cảng Nhà Rồng từng đưa chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Thưa quý vị, tôi chợt nhận ra rằng biết bao thế hệ con người quê hương tôi, thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự viết lưng tên mình lên cuộc sống này. Bằng tất cả niềm tự hào về quê hương và một chút niềm tin vào bản thân, tôi ước mơ sẽ được viết tên mình vào cuộc sống để xứng đáng là một người con thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng. Chị thấy ở em hình ảnh của anh Thanh Bạch. Vâng ạ. Có phải anh Thanh bộ Bạch lê đó không ạ? Chính là một người mà em cảm thấy rất là hâm mộ về tài năng trong lĩnh vực người dẫn chương trình. Nhưng em không nghĩ rằng em đang bận một trang phục hay một phong cách gì đó để làm cho mình giống anh Thanh Bạch ạ. Em dẫn một chương trình gì đấy đời thường hơn đi. Em xin phép thể hiện một chương trình truyền hình thực tế mang lại niềm hạnh phúc cho rất là nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, hiện giờ thì Hồng Phúc đang có mặt tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Thưa quý vị, chắc hẳn rằng tất cả chúng ta đều biết đến Hóc Môn, Bà Điểm như là một nơi được mệnh danh là cái nôi của cách mạng. Và ngày hôm nay khi mà chiến tranh đã không còn nữa thì mảnh đất này đang ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của đất nước. Thế nhưng mà bên cạnh sự phát triển một cách mạnh mẽ ấy, vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn chật vật. Và giờ đây thì chúng tôi đang muốn chia sẻ một phần khó khăn với gia đình chị Nguyễn Thị Thu, một người dân ngụ tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm. Thưa chị, Hồng Phúc được biết là hoàn cảnh gia đình của chị rất là khó khăn, như là chồng chị đã vừa qua đời vì một tai nạn giao thông, và gánh nặng gia đình có thể nói là đè lên vai của chị. Bên cạnh cuộc sống của mình thì chị còn phải lo cho em nhỏ, con nhỏ, cũng như là một người mẹ. Chị đã giải quyết những mối lo toan trong cuộc sống như thế nào, chị có thể chia sẻ với tất cả mọi người được không ạ? Anh động đến một nỗi đau mà có lẽ tôi không thể trả lời anh ngay lúc này được. Rồi, cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn ban giám khảo đã cứu tôi. Chính ra là em nên kêu là em bé. Đúng rồi, nếu mà người lớn bị khóc có nói không được, em kêu cái em bé, con của chị này ra để em trò chuyện. Tôi có một cảm giác rất thực lòng mà nếu mà tôi là khán giả thì tôi sẽ rất khó chịu và tôi chỉ muốn ra lắc vai để cho bạn tỉnh lại đi. Tại sao bạn nói nhiều như thế trong một cái lúc mà cần rất là ít lời như thế này? Đó là một cách để em có thể thể hiện hoàn cảnh của một nhân vật mà em đang tiếp cận. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chắc chắn rằng em sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn. Nếu mà nói mình không rung thì là không đúng. Thực sự là ngồi ở trên đó thì rất là rung và rất là hồi hộp. Đợi tới giờ phút chót thì cũng càng rất là mệt nữa. Nhưng mà những cái mệt mỏi đó thì được tất cả các bạn ở trên đây là làm tan biến mất bởi vì những cái cuộc nói chuyện rất là vui. Và làm cho mình cảm thấy là hết hồi hộp đi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chung kết xếp hạng của cuộc thi Chú Ve Con năm 2009. Lần đầu tiên xin cho phép những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, cứ đến hẹn là vào những dịp nghỉ hè của các bạn học sinh khối trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh thì công viên văn hóa Đàm Sen phối hợp cùng với báo giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho các bạn một sân chơi ca hát, đó chính là cuộc thi Chú Ve Con. Và đây thật sự là một sân chơi để dành cho tất cả các bạn, giúp các bạn có thể thể hiện được năng khiếu âm nhạc của mình và là nơi để giúp cho tất cả các bạn có thể thể hiện và kết bạn học hỏi sau những giờ học căng thẳng tại trường, tại lớp. Và còn đặc biệt hơn nữa, cuộc thi còn là nơi phát hiện ra những tài năng âm nhạc thực sự và giúp cho những tài năng âm nhạc ấy bay cao và bay xa hơn nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng cổ vũ và dành một tràng pháo tay thật lớn để dành cho sự xuất hiện của 12 bạn thí sinh đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết trong buổi tối ngày hôm nay. Chị đã có thể hình dung ra một cái vẻ gì đó rất là trẻ trung, sống động mà em đã tạo nên bởi chính cái tốc độ nói cũng như là ánh mắt. Chị rất là thích những người có đôi mắt biết truyền cảm. Nhưng mà cuộc sống có phải lúc nào cũng vui như thế đâu. Đối với em thì cái ánh mắt là một trong những cái biểu
biểu hiện tình cảm lớn nhất của em. Thì không phải lúc nào em cũng trôi trốn là vui vui như vậy. Bây giờ em thử nói một đoạn nào đó chia sẻ với những người dân lũ lụt, bị ở trong vùng lũ, hoặc là hay mình nói về sự kiện đám đỏ trên sông Danh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì trận bão vừa rồi đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở tại các địa điểm của miền Trung. Và như thế thì tất cả các bạn và tất cả quý vị và các bạn đang xem đài, chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để giúp cho những người dân khốn khổ ấy đã vượt qua những cái khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn và mất mát, chia ly của những người ấy, để cho họ có thể vững tin và bước tiếp vào cuộc sống của chúng ta. Em có thấy xúc động không? Trong đầu em không có hình ảnh của 100 người chết như thế nào, rồi những người thân còn lại, con cái nheo nhóc ra làm sao mà họ lại là nhà thì bị cuốn trôi, không còn gì hết. Tất cả những hình ảnh đó nó chưa kịp hiện ra. Trước truyền hình em thể hiện không tốt thì em sẽ đứng ở phía sau và em thể hiện. Thực ra là anh Thanh Bạch sẽ không đồng ý với em bằng cái cách xử lý như vậy. Cái thế mạnh của em chính là làm thế nào để cho người ta sống lạc quan hơn. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì ngoài những cái nỗi buồn và những cái niềm đau của chúng ta, lúc nào cũng luôn đang xen giữa những niềm vui và những cái nụ cười. Tuy nhiên thế thì tại sao chúng ta không biết sử dụng những cái niềm vui và những cái nụ cười ấy để đem đến cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều cái nụ cười hồng. Em rất cố gắng rồi, nhưng mà có lẽ là anh Bạch cũng vẫn chưa đồng ý đâu. Tốc độ của em nó giống y chang như là tốc độ của chú ve con. Tốc độ của em khác là mọi thứ nó sẽ khác. Nếu có được chọn thì bạn sẽ được luôn luôn được chọn những chương trình vui thôi, đúng không ạ? Một điều rất đơn giản thôi, em phải thật sự yêu thương. Cái trái tim em phải thật sự cảm động và thông cảm được với cái hoàn cảnh của những người ấy. Em thử đặt mình vô hoàn cảnh đó thì em sẽ tìm ra câu giải đáp ngay tức khắc. Bạn cảm thấy như nào ạ? Mình có cảm giác như là hai cái gánh nặng ở bên hai vai ấy trút đi hết rồi. Bây giờ là trở lại một cái con người lạc quan và yêu đời. Vâng. Như vậy là bạn cảm thấy thoải mái rất là nhiều đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Vậy trong phòng thi vừa rồi thì bạn ấn tượng nhất là điều gì ạ? Ấn tượng thì có lẽ là em đang dẫn một cái chương trình rất là vui tươi. Vâng. Rất là năng động. Nhưng mà chuyển sang 180 độ thì ban giám khảo lại kêu em đóng một cái vai buồn. Vâng. Rất là khó đúng không? Vâng. Và anh có để ý là cái gương mặt của em thì nếu mà muốn thể hiện cái sự buồn bã thì nó cũng hơi khó khăn. Bởi vì em lúc nào em cũng cười hết. Nhưng mà bây giờ kêu em mà đóng đang cười như vậy nè, xong kêu đóng vai buồn thì lúc đó thì cái sự cân bằng nó bị mất rồi, cho nên là cũng cố gắng thể hiện nhưng mà thể hiện chưa có tới. Vâng. Vâng, nhưng mà ít nhiều thì bạn cũng hài lòng với phần biểu diễn vừa rồi của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Vậy chúc bạn may mắn ạ. Các bạn thân mến, như vậy là ngày thi đầu tiên của series tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình trẻ đã kết thúc, và tôi tin rằng có những bạn sau khi bước ra khỏi phòng thi có những người rất là hài lòng với cả phần thi của mình. Tuy nhiên vẫn có những người không hài lòng với cả phần thi của mình. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta đến với phần công bố kết quả, vậy tôi muốn các bạn sẽ cùng với tôi cùng hô vang một câu gì đó. Theo các bạn là câu gì ạ? Đúng rồi, tại sao không phải là cầu vồng ạ? Chúng ta sẽ lấy lại niềm tin bằng cách hô một chữ cầu vồng thật là to. Các bạn đồng ý không ạ? Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Được chưa ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý. Vẫn yếu lắm ạ. Có đồng ý không ạ? Đồng ý. Rồi ạ. Chuẩn bị nhá. Các bạn sẽ đợi hiệu lệnh chưa ạ? 1, 2, 3. Cầu vồng. Vâng. Thúy Anh đây rồi ạ. Vâng. Chào các bạn. Tôi cũng rất vui mừng được gặp lại tất cả 40 thí sinh ở đây. Không biết là các bạn cảm thấy thế nào, nhưng sau khi tôi nghe chữ các bạn hô cầu vồng, tôi cảm thấy là hình như các bạn không mệt mỏi thì phải. Thật ra tôi nghĩ bây giờ các thí sinh của chúng ta đang rất là hồi hộp và rất là mong chị Thủy Anh sẽ sướng tên 24 thí sinh sẽ tiếp tục được vào vòng trong ạ. Vâng, trước khi tôi sẽ công bố 24 bạn sẽ tiếp tục bước vào vòng thứ hai của cuộc thi cầu vồng, thì tôi muốn nói với các bạn rằng dù các bạn có tiếp tục với cuộc thi của chúng tôi hay không thì vẫn còn rất nhiều những cánh cửa khác đang mở ra cho các bạn. Và biết đâu đấy chúng ta sẽ lại gặp một trong những thí sinh đã không còn tiếp tục ở vòng thi ở những vị trí tiếp theo, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì tôi sẽ công bố, và bản danh sách này của tôi sẽ không công bố theo số thứ tự. Bạn Hoàng Thu Phương, số báo danh 109. Và xin chúc mừng bạn, bạn đã là một trong 24 thí sinh. Vâng. Người tiếp theo tôi muốn gọi tên lên đó là bạn Đỗ Thu Trang, số báo danh 110. Đỗ Thu Trang đó ạ. Tôi cũng xin được chúc mừng bạn. Bạn đã là người tiếp theo bước vào vòng thi của chúng tôi. Vâng. Số báo danh 116.
Nguyễn Huyền Trang. Xin chúc mừng bạn. Vâng ạ, bạn Phạm Thanh Hà đâu ạ? Em ạ. Vậy thì chúng ta sẽ có một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ bạn Phạm Thanh Hà được không ạ? Tú ơi, tôi run quá, chân tôi run thế này. Vâng ạ, tôi xin được mời bạn thí sinh mang số báo danh 32, Trần Thu Hương. Trần Thu Hương. À, cô gái nói giọng miền Trung của chúng ta đây rồi. Vâng. Phí Nguyễn Thùy Linh ạ. Linh ơi, bạn ở đâu? Thùy Linh của ta đâu ạ? Vâng. Vẫn run, chưa biết thế nào. Em đang phải kiềm chế. Thực sự là em đang phải kiềm chế. Đừng kiềm chế. Thật ra bây giờ bạn không phải kiềm chế nữa, bởi vì bạn đã là một trong 24 thí sinh được bước vào vòng tiếp theo. Hà Kim Nhạn. Đừng khóc, đừng khóc. Phạm Thị Trang, số báo danh 62. Thực là trước hết em cảm thấy vô cùng xúc động và vô cùng là vui sướng, bởi vì lúc đầu tiên thì quả thực em cũng nghĩ là mình chắc là bị out rồi. Nhưng mà trước tiên thì em cũng muốn chia sẻ cảm xúc với những bạn mà nếu như mà lát nữa các bạn ấy không có cơ hội được sướng tên lên. Còn một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Vâng. Ở trong số báo danh đầu 6 vẫn còn một bạn nữa. Phạm Trà My. Vâng. Xin mời bạn Trần Thái Ngọc Huy, số báo danh 80. Này, em rất là vui. Ở nhà chắc có lẽ là ba mẹ, các anh chị em, các cô, các chú, các bác, các dì và các bạn nữa. Rất là vui, có thể nói là chắc biết được tin này chắc là các mọi người cũng rất là vui ạ. Xin chúc mừng Đinh Trung Hiếu. Hiếu ơi, bạn rất là sướng đấy. Ôi, bạn rơi cả số báo danh đấy. Thật sự bây giờ em rất là vui, chắc là cũng sắp khóc giống mấy bạn gái rồi. Em chỉ biết là dùng hai từ là sung sướng và sảng khoái. Cảm ơn cầu bông. Vâng. Sung sướng và sảng khoái. Số báo danh 1, 2, 3, Trịnh Vân Anh. Thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ đây, tôi đã đứng ở đây rồi và sẵn sàng để cho thí sinh mang số báo danh 216 nhảy ra ôm tôi, bạn Tú. Vâng ạ, tôi... Vâng, một tình huống đã xảy ra đó là tôi đã đọc tên nhầm tên của bạn, nhưng bạn là người...